Rồi, kênh Dân Mình Tây Đàm Nông xin kính chào khán giả nha. Hôm nay thì Hiển ghé vườn của một khán giả mới của Hiển nha, mới quen đây các bạn nha. Thì hôm nay thì vườn của Đỉnh cũng này mùa đầu á Đỉnh. Đây mùa 2. Thì mùa 2 Đỉnh vẫn làm ra trái nhưng mà nó ngược đời. Ủa em có nói ngược không? Nắng nắng bề này là cái nắng nắng bề đông mà sao em nói? Hả? Thì nắng này nè, cũng có trên kia có mấy cây nó ra bờ bên kia nữa. Ra bờ mặt trời mọc á, ôi trời lặn á. Ông có miếng này không hay là miếng nào nữa? Còn mấy cây, ba cây, bốn cây trên cái lớp bờ bao của cam á. Là trồng nhét cùng chơi ha. Ừ. Thì ở đây Đỉnh cũng làm được cái này cũng mùa 2 đúng không? Mùa 2. Thì tương đối thì khán giả thì cũng có người làm được mùa 1, mùa 2 thất bại, có người thì mùa 2 thành công. Mùa 3 thế nào đây? Đi Đỉnh, đi gọi về ngoài coi. Đó, hả? Chốc này bán trái hay gì? Trắng. Nè, ha. Thì cái này nó mấy tháng rồi Đỉnh? Cái này được 4 tháng. Này 4 tháng này hả? Ủa 7. 3 tháng mấy rồi. Cái này 3 tháng mấy chứ? Hiện tại bây giờ thì trái nhãn khán giả cũng thấy ha. Nó mới có phản đồng nè. Bự hơn đậu đủ ăn tím mà nó muốn lên cái màu da bò rồi. Cái này là vô phân ba màu nha. Phân ba màu nghe, còn hãng thì không dám nói nha. Hiện tại giờ các bạn cũng thấy ha. Nè. Hãy đi xuống ha. Nhãn này đổ phải là ngay tháng 10 nè. Tháng 10 đúng không Đỉnh? Đó, đổ gốc tháng 10 mà vẫn ra chứ nhiều người nói từ tháng 10 đổ gốc sao mà ra bông nổi. Đâu có đâu, ra bình thường gì đâu. Bên này Hiển xuống ghé vườn Đỉnh thì Hiển coi nè. Mấy cái này chắc bên này em bấm bỏ này qua Đỉnh. Cây nó siêu quá rồi, chắc bấm một đoạn bỏ đi. Cắt cũng bỏ hết mớ trên đọt ba cái tược. Đừng có bỏ đọt, cái đùm nào dài quá em bấm ngang kia nè. Dụng dài quá đi ha, cây nó si quá em lấy thôi cái này thôi nè. Rồi. Thấy không? Mà chừa lại phần này nó mập liền à ha. Đi chừa này cũng không nên thân gì đâu. Thì hôm nay thì Hiển ghé giao lưu với Đỉnh về kỹ thuật các bạn ơi. Cũng không ai giỏi hơn ai, Hiển không giỏi hơn ai đâu. Ha. Chủ yếu là ghé giao lưu kỹ thuật, thứ hai nữa là anh em trao đổi nhau để làm kinh tế vườn thôi chứ cũng không có gì đặc biệt hết. Thì tương đối vườn của Đỉnh đổ Đỉnh đợt này vừa rồi đổ bao nhiêu Đỉnh? Thuốc ha. À, thuốc á. 400 gram. 400 gram cây này chắc 4 năm tuổi chưa? Cái này 5 tuổi rồi. 5 tuổi chắc em có gông tàn hay sao mà nó nhỏ xíu à? Không à. Ăn trái bảo bẻ là để vậy luôn đó. Không ăn trái xong là chỗ nào bẻ là để y xì luôn đúng không? Là không có tẩy cầm chứ. Đất này chỉ đất ruộng lên nó gì? Đất ruộng. Đổ có cái thì được, có cái thì chứ quất. Nè, ha, Hiển quay gần khán giả xem nha. Đây là trái nhãn, cái này là bữa nay nó mới bằng tay giữa của Hiển mà nó được 4 tháng mấy rồi. Thì ở đây là vấn đề phân bón là còn tùy khán giả nha. Ở đây là Đỉnh xài cái phân ba màu á, với công thức của theo công thức khuyến 20-15 pha chung với DB á. Nhưng mà phân là phân 20-15 là phân ba màu. Còn DB thì nó không phải DB Hồng Hà mà nó cũng không phải là DB của thằng Hàn Quốc, cũng không phải DB của Mỹ nữa. Mà trái nhãn nó đang chuẩn bị á, vô cơm mà nó lên da bò hết trơn rồi nè. Thì em cũng có tỉa. Có những đùm nó sai quá chị kìa Đỉnh nè. Rồi nó sai quá rồi em không tỉa mốt trái lắng mắng không à. Cái đó là cũng cắt bỏ bớt hay là sao? Không, em bỏ trái chứ em đừng bỏ chùm nó đã đến đó rồi em đừng bỏ nó. Còn nhỏ như của em bây giờ mới bằng đầu đũa ăn thì em bấm nữa đừng bỏ đi anh đi, đừng bấm bỏ ngọn nha. Ông nào dạy bỏ ngọn chi vậy? Cái đùm nào dài quá em nhấp phân nửa giùm anh. Ha, là 2/3 là bỏ 3 phần đi, bỏ 1 phần lấy 2 phần. Tại vì cái nhãn mùa 2 nên em có thể bấm ngọn được. Còn những cái nhãn lão như anh thì anh giữ lời bình thường thì cây nó to lắm rồi. Đây thì Đỉnh đây thì có được mấy clip Đỉnh? Này em đổ có 3 clip. 3 clip, còn clip kia là ở không đúng không? Mấy clip kia mùa dịch mà không bỏ hết trơn, không bán được cái nào luôn. Vậy hả? Vậy là tổng cộng ở đây em có 5 clip hay 6 clip ta? Nhãn nè. Nhãn tính bà kia nữa là 6 clip. Ừ. Đó đổ vào cái phần hữu cơ của cây con ký.
hữu cơ nó không được tốt mấy, thấy không, cái cây nó có phụ cũng như của tôi anh hay cho người ta đổ đâu, do không chất lượng hữu cơ nữa. Đây là gói combi mà đỉnh xài này các bạn nha. Đó, đây là có thằng Mekong. Cái loại này xài cũng tạm ổn các bạn nha, tùy vào nơi. Còn đây là cái loại thuốc mà đỉnh đang xài nè, đổ gốc đó nha. Cái gì? Kích thích ra hoa ra nhà. Quen quá ha. Ok. Đây là của công ty anh em. Loại này đỉnh mua 55.000 một ký. Thì nó cũng đi đơn giản vậy, bo đồ ẩm. thuốc đổ gốc này gì có bo đồ ẩm, nó phải KCL3 chứ. Đây là họ ghi ấy thôi nghe, nhưng mà thật sự của nó là KCL3, nhưng mà hàm lượng bao nhiêu thì khán giả có xài rồi khán giả tự cân nhắc nha. Đây là gì đi, kích nặng ra nói nó cái nó được. Đây là cái kích bông của đỉnh đang xài nè, cũng có để là tưới nè, phun kích bông nè ha. Rồi công ty nào đây, công ty Thành Nông các bạn thấy ha, thành phần là bo chung quy lượng này nọ thôi chứ nó không có gì cả, nhưng thật sự nó không phải là bo, nó không phải là bo hay không thì lát hiện hữu không biết liền. Cái này có tháp 10 đồng tháp, hiện hữu thử nha. Cái này không phải là bo đâu, cái này họ ghi như vậy thôi chứ thật sự là nó không có là bo các bạn ơi. Nó sẽ là một cái chất gì đó để mà nó kích ra bông này các bạn nha, và các phụ gia đặc biệt gì đủ là đốt cha phải biết nó là cái gì luôn. Còn cái này thì siêu quy lượng của Tây Ban Nha thì nó cũng y chang như thằng cái thằng combi rách trong combi bột của Hiển cũng vậy các bạn nha. Đó, thì đây là cái mà hiện tại giờ là đỉnh đang xài để mà cho ra bông mùa 2. Quan trọng là thời điểm đổ chứ không phải quan trọng cho thuốc. Thuốc thì nó sẽ chịu ảnh hưởng một phần nữa thôi, nhưng cái giai đoạn đổ rất là quan trọng. Đó. Rồi, thôi Hiển kết thúc clip đây các bạn nha.